Quang miền Tây xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề vì sao thanh long phải bán ở thị trường Trung Quốc nha. Ngay từ khi xuống giống, trái thanh long đã được xác định để bán cho thị trường Trung Quốc. Chính điều này khiến phát triển sát sinh hệ lụy. Khi cửa khẩu phía Bắc đóng, nông sản ùn ứ, phát sinh tiêu cực một số cán bộ để thông quan cho người chịu chi tiền. Và người ta nói đến sự lệ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc, cần đa dạng hóa thị trường tương lai. Có thể nhìn riêng chuyện trái thanh long, loại trái cây vốn không được ưa chuộng ở các nước châu Âu và Mỹ. Ngay cả khi đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe thì lượng xuất khẩu sang các nước này cũng không nhiều, và nếu có thì cũng chỉ phục vụ cho cộng đồng người châu Á sinh sống ở các quốc gia đó. Như vậy, thanh long chỉ được người châu Á ưa chuộng và Trung Quốc tiêu thụ rất nhiều. Thanh long khiến cả chủ vựa ở Việt Nam luôn tìm mọi cách đưa trái thanh long sang đó, bất chấp phải chung chi. Đối với Trung Quốc, người dân họ có đời sống tín ngưỡng rất phong phú, đa dạng. Họ thường xuyên cúng kiến và thanh long luôn được lựa chọn số 1 vì trái to đẹp, nhìn uy mãnh như rồng. Cũng chính vì vậy, thanh long được Trung Quốc tiêu thụ rất mạnh. Cần phải nhìn nhận đây là một thị trường lớn ngay cạnh chúng ta. Do dùng để cúng kiến nên người Trung Quốc đòi hỏi mẫu mã thanh long phải đẹp. Từ đây, quy trình trồng thanh long ở nước ta mới phát sinh ra một nghề gọi là vuốt ve thanh long. Người làm sẽ dùng tay vuốt sợi thanh long để làm sao trái thanh long có hình dáng đẹp nhất. Đầu đỏ tai xanh, đuôi dài như rồng phượng. Mỗi nhân công được trả 40.000 đồng một giờ vuốt ve. Điều này cho thấy trái thanh long được sản xuất để nhằm đến nhu cầu và thị hiếu của người Trung Quốc chứ không đến thị trường nội địa, bởi tâm lý của người Việt Nam chỉ đơn giản là mua thanh long để ăn, không cần mẫu mã đẹp. Ngay từ đầu, thanh long được xác định là trồng số lượng lớn để bán sang Trung Quốc nên mới có chuyện phải thuê người vuốt ve thanh long, đồng nghĩa với việc tăng chi phí sản xuất đầu ra đầu vào. Do đó, trái thanh long chỉ có lời khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, còn ở trong nước giá bán cao chắc chắn sẽ không tiêu thụ được. Bởi vì vậy, phát sinh chuyện phải chung chi để đưa được trái thanh long sang Trung Quốc. Người trồng thanh long càng thêm buồn tủi, phẫn nộ. Chúng ta tự làm hại nhau thôi. Sao trong khi nhiều nông dân một nắng hai sương chỉ có thị trường Trung Quốc để lựa chọn về vận chuyển, nếu so sánh một việc vận chuyển nông sản qua các phương Tây sẽ mất rất nhiều thời gian qua tàu biển, dẫn đến nhiều rủi ro, doanh nghiệp bị chôn vốn. Qua những phân tích nêu trên cho chúng ta thấy đã nắm bắt được nhu cầu thị trường của Trung Quốc, thậm chí đáp ứng được thị hiếu nhỏ nhất như vuốt que thanh long chẳng hạn. Vấn đề là phải làm sao để không còn chuyện ách tắc cửa khẩu, nông sản không còn bị dội chợ rớt giá hiện nay. Trên thực tế, thị trường Trung Quốc không hề dễ tính như những người ta nghĩ. Họ vẫn có những tiêu chuẩn khắt khe. Sở dĩ trái thanh long Việt Nam được lựa chọn hơn thanh long Thái Lan vì mẫu mã đẹp hơn, song chất lượng lại không đồng đều. Hiện nay thanh long được trồng đại trà và rất dễ dàng. Về lâu dài, cần có sự can thiệp của nhà nước để hoạch định lại một số vùng cho phép trồng thanh long ở những vùng được quy hoạch. Ở đó, thanh long sẽ được trồng với những kỹ thuật công nghệ cao, đầu tư bài bản. Khi sản phẩm có chất lượng tốt, thì dù có bán ở thị trường nào cũng không còn là vấn đề nan giải. Về lâu dài, cần khuyến cáo nông dân nên trồng rải vụ, không nên tập trung quá lớn vào một thời điểm, và đặc biệt là không nên tập trung vào quy trình cũng như phương thức trồng để xuất khẩu sang Trung Quốc nhằm hướng đến thị trường nội địa.
Nguyễn Quốc Thịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long Long An cho biết. Rồi mình vừa đọc xong cái văn bản của Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long Việt Nam đó các bạn. Thì cho ông ta biết thì thị trường Trung Quốc là thì thị trường cũng không phải là dễ tính đâu nha. Thì bà con làm thì nói chung là nhờ thị trường Trung Quốc tiêu thụ thôi, chứ châu Âu là châu Mỹ rồi là không có ăn đâu nha. Thì hôm nay mình làm cái video ngắn tới đây, thì ngày mai mình sẽ báo giá anh Long tiếp cho bà con và các bạn nha. Rồi bà con và các bạn nào chưa đăng ký kênh, mình nhấn đăng ký kênh để mình theo dõi nha. Rồi chào con và các bạn, mình hẹn gặp lại video sau.